tháng 9 năm 2018, Ban tuyên giáo quyền quyền Dũng Liêm hội nghị thông tin thời sự thường kỳ tháng 9 và sơ kết quý 3 năm 2018. Đại biểu tiếp thu các nội dung cơ bản về cuộc bầu cử ở Campuchia, dày nét về tình hình Campuchia, công tác chuẩn bị bầu cử quốc hội phái 6 và kết quả bầu cử, phản ứng của các bên ở Campuchia, nguyên nhân thắng lợi của Campuchia và chiều hướng chính sách thời gian tới, tác động và chuyển dòng quan hệ Việt Nam-Campuchia. Trong quý 3 năm 2018, Ban tiên giáo hai cấp trên địa bàn quyền có nhiều nỗ lực trong công tác và giáo tiên giáo tiên quấn, công tác tuyên truyền văn hóa văn nghề hoạt động báo chí xuất bản từ đó công tác tuyên truyền miền thông tin thời sự và hoạt động báo cáo viên tuyên truyền viên đạt kết quả tích cực đi vào chiều sâu góp phần nâng cao nhận thức cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên nhân dân trong đó quyền tích cực tập trung triển khai tuyên truyền chỉ thị 05 của bộ chính trị Chủ đề năm 2018 về xây dựng phong cách tác phong của người đứng đầu của cán bộ đảng viên gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, nỗ lực tiên truyền xây dựng xã nông thôn mới, tiên truyền tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, tiên truyền biển đảo, thông tin, tiên truyền, định hướng dư luận xã hội về lực an ninh mạng và dự lực đặc khu kinh tế. Nhiệm vụ trọng tâm mà Ban tuyên giáo hai cấp tập trung thực hiện trong thời gian tới là tích cực công tác tiên truyền các chỉ thị nghị quyết của đảng, nhằm đưa các chỉ thị nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong đó, đẩy mạnh tiên truyền việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban tuyên giáo các xã thị trấn, lực lượng báo cáo viên, tiên truyền viên, cộng tác viên với lượng xã hội để làm tham mưu cho cấp quỹ trong tổ chức triển khai các chỉ thị nghị quyết nắm dư lượng xã hội kịp thời.